Dạ vâng, một cực phẩm phải nói là đại chất các nhá, đại chất luôn. Dòng này làm mưa làm gió một thời đây các bác ạ. Đến thời điểm hiện tại đây nó vẫn cực kỳ hot. Nó chưa có bao giờ nó bị lỗi thời một tí nào cả. Riêng dòng này thì form không đối thủ nhá các bác nhá. Dòng 7 chỗ riêng con dòng xe này thì không có đối thủ nào đẹp con cái dòng này rồi. Khẳng định rồi. Mà đặc biệt hơn nữa là nó lại cực kỳ lùi đồng cái đá nhá, rất là thương hiệu luôn. Các bác này. Ba hàng ghế rộng rãi này. Có thể gấp lên gấp xuống này, được chưa? Rộng chưa? Đằng sau này hàng ghế thứ ba này. Quá rộng luôn. 7 chỗ ngồi. Lại còn xe Nhật thì các bác bảo là nó bệt như thế nào rồi. Quá đẹp luôn. Số tự động này. Số tự động hai cầu luôn. Quá đẹp luôn. Sau đây em sẽ chạy thử cho các bác xem luôn nhé. Dạ vâng, em chào các bác nhá. Tiếp tục hôm nay em lại lên sóng cho các bác xem một mẫu xe lô đây. Các bác là đầu xem video của em, nếu thấy hay hãy nhớ đăng ký kênh và nút thông báo để thường xuyên xem những mẫu xe mới nhất mà bên em thường xuyên cập nhé. Dạ vâng, một mẫu xe quá đẹp luôn cái form này. Các bác nhìn nó to, nó cao, nó dài. Quá đẹp luôn. Đây là cửa hàng em các bác nhá. Con này là lốp mới cả dàn luôn con này. Có lốp mới cả dàn luôn nhá. Toàn bộ đây. Một chiếc xe được mệnh danh là cực kỳ bền bỉ đây. 7 chỗ ngồi, form dáng đẹp nhá. Cái loại này nó rất là cao luôn. Phải nói là gầm nó cực kỳ cao luôn ạ. Đó. Số tự động hai cầu nhá. Mẫu xe được mang tên là Ford Toyota Fortuner. Sản xuất năm 2009. Số tự động hai cầu các nhá. Một dòng xe Nhật được mệnh danh là bền đây. Và dòng này thì đi sướng rồi. Số tự động hai cầu đi rất là sướng luôn. Nếu mà các bác mà mua về các bác nhá, chạy gia đình thì cũng đảm bảo luôn là phê luôn. Mà dòng này nó không bị hỏng vặt nhá các bác nhá. Dòng này nó rất là bền, nó cực kỳ bền luôn đấy. Em làm xe thì em biết cái dòng này thì nó phải nói nó lành xe, nó rất là bền luôn. Lồi đồng cuối đá, form dáng đẹp, không đối thủ rồi. Form dòng thì miễn chê rồi. Đây ạ, lốp với cả dàn này, xe chất luôn ạ. Mâm đúc còn chưa sơn lại nên nguyên bản đây. Nội thất đây. Toàn bộ đây, gương kính chỉnh điện nhá. Âm thanh hay này. Tắt nhạc đi này. Cam lùi này. LED căng. Cam lùi LED căng. Kết hợp cả cam hành trình nhá, cam hành trình như này đây, cam hành trình đây ạ. Đầy đủ luôn này. Màn hình cảm ứng nhá. Đó. Màn hình cảm ứng luôn. Cam hành trình đây. Đây đang dọn phía trước đây nhé các bác nhé. Đang dọn phía trước đây. Quá xịn xò luôn. Đẳng cấp. Một con xe còn bền và đẹp như thế này mà cái mức giá bên em đưa ra quá tốt luôn. Đây em mở cửa ra. Rộng không ạ? Rất là rộng luôn, ngồi thoải mái luôn. Nó rộng. Nó có các vùng điều hòa bên trên nhá, nó không có như cái dòng xe khác. Nhiều dòng xe khác là nó chỉ có một vùng điều hòa thôi, con này có vùng điều hòa ở trên này. Nên là ngồi đằng sau rất là nhanh được mát luôn, mát lạnh luôn ạ. Nội thất đẹp này, nội thất màu kem này nhìn rất là sang luôn ạ. Rất là sang và đẹp luôn. Quá đẹp luôn. $329 triệu bao rút hồ sơ nhá. Có phí vận chuyển các bác thêm phí cho em nhá. Nói chung là có giá này bên em đưa ra là quá rẻ rồi, cực kỳ rẻ rồi. Sàn 5D đẹp từ sàn đẹp đi này. Được chưa? Màn hình cam lùi cam hành trình. Gương kính chỉnh điện, túi khí phanh ABS đầy đủ. Vô lăng tích hợp bàn phím này. Số tự động hai cầu này, đi núi đồi leo thoải mái này, cực kỳ khỏe luôn nhá. Đinh trực ốc chưa mở này. Bác nào con này nếu mà để mà chốt nhanh thì với cái mức giá này quá ok rồi. Chốt nhanh thì rất là ok luôn ạ. Bác nào chốt được con xe này thì với cái mức giá như thế này thì nó thực sự bác là quá rẻ so với giá thị trường. Bên em thì toàn bán những cái mẫu xe đẹp và lại giá cực kỳ tốt nhá. Các bác mua về lãi luôn bộ lốp này, mới cả dàn luôn. Keo chỉ đây ạ, keo chỉ zin nhá. Bên em là có cam kết bằng văn bản luôn nhá. Đó.
ship tới nơi mà không đúng xe như lúc tả là bên em lại đánh xe về nhá. Có cam kết cho bác nên là các bác mua bên xe BM xe BM thì khá yên tâm các bác nhá, cực kỳ yên tâm. Vậy bác nào quan tâm đến mẫu xe này có thể liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại 0926 836 686 hoặc 0783 135 686 nhé. Sau đây em sẽ mở phần khoang máy động cơ cho các bác xem. Đó, mở cửa là báo mở cửa luôn. Quá chất lượng luôn. Máy đại chất luôn nhá. Đó. Máy là zin luôn nhá. Đó, mặt máy zin luôn. Tất cả trong kia kia, các bác nhìn này. Cái phần kia nó có sáng không ạ? Những cái phần tôn vỏ nó nguyên bản này nó còn sáng kìa, nó cũng bị sẵn đen nhá. Nguyên bản luôn này, nó sáng như kia cơ mà. Đó, các bác nhìn này. Nó đẹp này, sàng đầu nguyên bản này. Đó. Mặt máy còn zin thì các bác phải biết là cái chất xe nó như thế nào rồi. Máy nó còn êm lắm các bác ạ. Nó cực kỳ êm luôn. Nói chung là mức giá này quá tốt, quá rẻ rồi. Dạ vâng, một lần nữa em cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em nhé. Hẹn gặp lại các bác video lần sau. Thân ái, chào, tạm biệt các bác.